Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc Sony Xperia M4 Aqua Duo. Một chiếc Sony có thể nói hiện giờ đang là hot nhất trên thị trường ở phân khúc tầm trung. Máy có thiết kế rất giống với Z3, do đó nên được cộng đồng công nghệ giờ đang đánh giá rất cao và là một chiếc điện thoại của Sony đáng đợi mong đợi nhất trong thời điểm hiện tại. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị khui hộp xem thử trong chiếc M4 Aqua này nó có những gì. Với một cái chiếc hộp thiết kế khá là gọn gàng và đơn giản thì bên trong mình cũng chưa biết nó có được những gì đây. Chúng ta cùng khui hộp nhé. Một thiết kế hộp khá là đơn giản và rất bình dân, bao gồm một adapter sạc, một sợi cáp chống nhiễu từ Sony, một chiếc tai nghe, một chiếc tai nghe với mã MH410C, khá là cổ điển của Sony, và đây là chiếc máy M4 Aqua. Các bạn cùng xem qua chiếc M4 Aqua phiên bản màu đen hiện giờ đang trên tay mình. Chúng ta cùng bóc siêu lên nó. Máy có camera sau 13 megapixel, camera trước đúng với nghĩa set wide thời đại giờ 5 megapixel, khá là hot trong các dòng điện thoại hiện giờ. Máy xài máy 2 SIM với thiết kế rất gọn. Trên tay mình hiện giờ đang khá là nhẹ nhàng khi mình cầm với hai tay. Máy có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Đây là cổng thẻ nhớ ngoài thiết kế khá gọn. Là một chiếc máy chống nước nhưng được thiết kế theo phong cách mới và hiện đại của Sony. Chân sạc không cần phải che, nước vẫn cứ thấm bình thường. Đây là khe SIM, 2 SIM của Sony Xperia M4. Rất nhỏ. Cả hai SIM đều là sử dụng SIM Micro. Với thiết kế supply cho phép anh em quay về với một cái nút camera nằm trên thân máy luôn, hỗ trợ tuyệt đối tối đa cho khả năng supply của mọi người. Thực sự là nếu như mà trên này không có cái camera trước thì thực sự là không biết đâu là đầu đâu là đít nữa. Bởi vì với cái loa và mic, cả hai loa thì Sony Xperia M4 Aqua với thiết kế đầu và đuôi khá là giống nhau. Mình cũng thấy hơi ngờ cái này. Với thiết kế viền nhựa rất nhẹ, làm cho máy có cảm giác cầm rất thoải mái. Ok, chúng ta sẽ cùng mở chiếc máy này lên. Với màn hình thật sự rất đẹp, rất đẹp các bạn. Một hệ điều hành Android của Sony. Chúng ta cùng lướt qua màn hình và giao diện xem thử M4 Aqua có điều gì đặc biệt nhé. Hoàn toàn rất với hệ điều hành mới nhất hiện giờ của Sony hỗ trợ cho Android, thì chúng ta xem cái phiên bản hiện giờ mới nhất của model này là gì nhé. Ok, Android version 5.0. M4 Aqua còn có một cái model với số hiệu là E23. M4 Aqua là một chiếc điện thoại chống nước. Chống nước nha các bạn. Chống thấm chứ không phải là các bạn nhúng nữa. Trên quảng cáo của Sony thì có thể là nhúng một cách tẹt ra luôn, nhưng mà sau đó không biết cái máy có sử dụng được hay không thì mình không nắm được vấn đề đó. Và với kinh nghiệm của mình bán rất nhiều máy dòng máy có khả năng chống nước như hãng quảng cáo rồi thì cũng đã có rất nhiều máy mang lên trung tâm chính hãng thì bị lỗi vào nước. Cảm ơn tất cả các bạn.